Xin chào các bạn đã đến với channel ngày hôm nay nơi mà các bạn có thể nhận được nhiều tài liệu và tin tức liên quan tới tiền kỹ thuật số Như thường lệ đây chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Xin chào các bạn Hôm nay có thể các bạn thấy Thuận ở trong một cái khung cảnh mới Lý do là tại vì Thuận đang đi công tác cho công ty Thuận đang đi công tác ở một thành phố tên là St. Louis ở tiểu bang Missouri Thì trong vòng vài ngày tới đây Thuận sẽ đi công tác ở trong cái tiểu bang này Và đây là cái cách mà Thuận tranh thủ để mà làm video cho các bạn từ trong cái khách sạn này thì những bạn nào mà mới tới cái chương trình youtube này có thể là chưa biết thường đang làm việc cho một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất toàn cầu hiện bây giờ cho nên thường đi công tác cũng khá nhiều nhưng mà trong thời gian đi công tác thì thường không có thể đem theo uh, tất cả những cái thiết bị mà thường hay làm video cho các bạn cho nên thường chỉ có thể làm video bằng cách này thì chúng ta hôm nay có rất nhiều điều để mà nói tới thường cũng đã có rất nhiều đề tài có thể chia sẻ với các bạn thì chúng ta hãy bắt đầu để mà vào đề tài thì trước hết chúng ta hãy nhìn vào thị trường như các bạn đã thấy là thị trường ngày hôm nay đã hồi phục khá nhiều Chúng ta thấy là ở trong cái top 10 này đồng nào hầu hết cũng đã lên Nhất là chúng ta thấy là những đồng như là đồng Bitcoin đã lên 6% Đồng Ethereum lên 8% Đồng Ripple lên gần 10% Đồng Bitcoin Cash khoảng 7% Và đồng Litecoin khoảng 12% Khi mà chúng ta ra khỏi cái top 10 này Thì các bạn đã thấy được là có nhiều đồng lên đến 20% Và nhiều đồng đã lên hơn cái số đó một điều mà chúng ta thấy được như chúng ta thấy ở trên màn hình là đồng Metro, đồng MITH Thì trước đây lúc mà thị trường đang trên đường đi xuống thì các bạn đã thấy là đồng này đã có một sự tăng trưởng Nhưng mà hôm nay khi mà thị trường đi lên thì đồng này lại trả trở về 11% ngày hôm nay Đồng này chúng ta đã nói tới một hai lần ở trên cái uh, channel uh, YouTube này Thì các bạn có biết đồng này là một cái đồng mà họ muốn làm giống như là mạng xã hội như là Facebook phi tập trung Đó là cái đồng Metro hiện bây giờ và kế tiếp nữa là chúng ta hãy nói về vốn hóa thị trường. Thì chúng ta thấy được là hiện bây giờ vốn hóa thị trường là khoảng 281 tỷ khi mà thường làm cái video này. So với ngày hôm qua là khoảng 260 mấy tỷ thì thường cảm thấy là vốn hóa đã lên khoảng chừng 20 tỷ. Tuy nhiên đó không có nghĩa là 20 tỷ đã bơm vào thị trường này trong vòng 24 tiếng hồi vừa qua. Các bạn cũng đã biết là thị trường này chỉ cần bơm vào một số nhỏ là có thể có phản ứng cái sự vốn hóa lớn hơn. Nhưng mà chúng ta có thể coi như là thị trường đã tăng lên khoảng chừng 20 tỷ một điều mà các bạn cũng đã để ý là cái vốn hóa của Bitcoin hiện bây giờ là khoảng 45% tổng số vốn hóa thị trường. Nghĩa là Bitcoin vẫn chiếm cái số lượng khá nhiều ở trên thị trường này. Còn nói về biểu đồ thì đương nhiên là Thuận đang đi công tác. Nên Thuận không có thời gian để mà xem biểu đồ chi tiết. Nhưng mà Thuận đã xem một số biểu đồ của một số người đã đăng trên các trang web khác nhau. Thì hiện bây giờ chúng ta cũng đã nói là dựa theo những gì đã xảy ra thì ngày hôm qua chúng ta đã nói là cái cái điều mà nhiều người muốn thấy được trong thị trường này là khi mà các bạn nhìn vào cái nến giờ nghĩa là mỗi gần đến một giờ thì nhiều người muốn là cái giá trị của những đồng lớn như là đồng Bitcoin, đồng Ethereum, đồng Litecoin chẳng hạn có thể là đi lên và đi về hướng cái giá trị trung bình của 200 ngọn nến gần đây nhất thì điều đó chúng ta thấy cũng đã xảy ra trong thời gian uh, ngày hôm nay thì nhiều người đã nói trên nhiều trang web khác nhau À, nhiều người cái mức mà nhiều người đã nhìn à, trong một thời gian 24 tiếng hồi vừa qua chính là cái mức 7.200 đô nhiều người nói đây là một cái mức mà cản trở khá đáng kể mà chúng ta đã thấy là đồng Bitcoin đã phá được cái mức 7.200 đô này ngày hôm nay và hiện bây giờ là phần đông nhiều người đã nói là khi Bitcoin phá 7.200 đô thì Bitcoin có cơ hội để mà lên tới 7.800 đô đó là điều mà họ hy vọng hiện bây giờ đối với Thuận thì nếu chúng ta nhìn xa một chút chúng ta nhìn vào à, biểu đồ của những cái như là nến tuần hay là nến tháng thì chúng ta thấy là cái cơ hội Bitcoin tiếp tục đi xuống vẫn còn khá nhiều. Thì cái điều mà chúng ta muốn thấy được là đồng Bitcoin đi hàng ngang càng lâu thì thường cảm thấy là càng tốt cho thị trường này. Tại vì nếu như đồng Bitcoin đi hàng ngang hàng lâu càng lâu thì tới lúc đó đồng Bitcoin có thể tạo được một cái vùng hỗ trợ ở cái mức là 7.200 đô tới 7.400 đô. Khi mà Bitcoin đi cho lên mà bị đẩy cho xuống thì hy vọng là cái mức này có thể giữ chân được đồng Bitcoin. Đó là điều mà chúng ta có thể là hy vọng được trong thời gian tới đây. Kế đến nữa thì chúng ta hãy bắt đầu để mà nói về một số tin tức Tin tức đầu tiên chúng ta cần nói tới chính là Coindesk đã đưa ra một cái bài viết ngày hôm nay báo cáo kết quả chu kỳ 1 của thị trường crypto nghĩa là từ tháng 1 tới tháng 3. Thì ngoài trên một số đồng mà chúng ta thường hay nói tới như là những đồng như là Bitcoin, Ethereum, Litecoin thì chúng ta hàng ngày đều nói tới. Một số đồng khác mà Coindesk đã đưa ra những đồng mà trong cái, cái top 100 này mà chúng ta cần phải lưu ý tới cái đồng mà thất thoát nhiều nhất trong chu kỳ 1 chính là đồng Bitcoin Congo, Đồng Bitcoin Congo bây giờ là đã xuống 83%. trăm à, trong vòng 3 tháng vừa qua đồng nem đồng đồng nem này chúng ta thấy là đồng này đã bị à, cái sàn giao dịch Coincheck cách đây khoảng chừng hai ba tháng đã bị hacker tấn công và đây mất đi một số lượng lớn đồng nem đồng này hiện bây giờ là xuống 78% đồng Cardano chúng ta biết đồng Cardano là một đồng mà rất nhiều người yêu thích trên thị trường. Nhưng mà đồng khởi này, cũng không ngoại lệ, cũng đã xuống 78% trong thời gian 3 tháng vừa qua. Thì một điều mà nhiều người không có ngờ tới là trong 3 tháng vừa qua có hai đồng đã tăng trưởng một số đáng kể nhất là thứ nhất là đồng Binance, chúng ta biết đồng BNB, đồng của sàn Binance đã lên khoảng chừng 28% trong vòng 3 tháng vừa qua. Thì nhiều người đã nhìn vào đồng Binance và họ đã nói là cái đồng này rất nhiều đồng cho thị trường bây giờ chúng ta biết chỉ là hứa hẹn nghĩa là họ chưa có sản phẩm họ chưa có mạng lưới họ chưa có uh, bất cứ cái gì có thể coi như là đạt một chút chút th uh, thành công nhưng mà đồng Binance này chúng ta đã biết là đây là đồng của sàn Binance thì nhiều người đã nói là ít ra đồng Binance này cũng đã có một cái sản phẩm đó chính là sàn Binance họ có thu nhập cho nên nhiều người đã nhìn vào đồng Binance này cho nên trong thời gian 3 tháng vừa qua chúng ta đã thấy đồng Binance này không những là không đi xuống mà cũng đi lên một số đáng kể. Tuy nhiên là trước đây tháng 11 tháng 12 à, đồng Binance cũng lên một số cao hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng mà với cái thị trường hiện bây giờ đồng Binance lên 28% trong vòng 3 tháng vừa qua cũng là một số mà chúng ta quan tâm tới. Kế đến nữa là đồng VChain. Đồng VChain này thực sự trong vòng 3 tháng vừa qua lên không có đáng kể, chỉ có khoảng 3.47%. Nhưng mà đối với thị trường hiện bây giờ, lên 3.47% cũng là một điều mà chúng ta thấy cũng rất tốt. Tuy là chúng ta nhìn vào thị trường, chúng ta thấy là thị trường sau chu kỳ 1, thực sự là phần đông đều đi xuống rất nhiều. Chúng ta thấy là đồng Bitcoin, đồng Ethereum toàn bộ xuống 50, 60, 70%. Nhưng mà một điều mà chúng ta không để ý cái nhà báo uh, Reuters đã đưa ra là những cái giao dịch vòng ngoài Họ gọi là OTC đó, những giao dịch vòng ngoài nghĩa là nếu như mà các bạn là một người mà muốn mua số lượng lớn Giả sử như các bạn muốn mua 100.000 đô la Bitcoin thì các bạn thường là không có lên uh, những cái sàn như là Remitano hay là những cái sàn như là Coinbase để mà mua Tại vì khi các bạn mua cái số lượng lớn 100.000, 200.000, 300.000 Thì các bạn càng mua thì cái giá trị sẽ càng bị đẩy lên tại vì các bạn lấy đi những cái mà số lượng bán trên thị trường thì cái số bán còn lại ngày sẽ càng tăng giá. Cho nên những người mà mua số lượng lớn thường người ta sẽ liên hệ những cái công ty giao dịch chuyên về giao dịch những cái, cái số lượng lớn này. Và thường thường mấy công ty này họ sẽ giao dịch thấp nhất là mỗi một lần các bạn giao dịch là khoảng 75.000 đô la cho tới là 250.000 đô la. Và những cái công ty này thì cái điều mà nhiều người mới biết ngày hôm nay là họ sử dụng những cái ứng dụng như là Skype là chính để mà tìm người mua và tìm người bán khi mà muốn mua và bán cái số lượng lớn như vậy thì đương nhiên tại sao họ phải thông qua những công ty này tại vì họ muốn tìm được người bán dễ dàng hơn hay là người bán muốn tìm được người mua dễ dàng hơn và họ mua bán dòng ngoài thì sẽ không có đưa đưa lên sàn và sẽ không ảnh hưởng tới giá trị của cái đồng đó trên sàn như là chúng ta thấy nhiều nhiều cái thống kê là những công ty như là Genesis họ giao dịch 75 cho tới uh, 80 triệu mỗi ngày là chuyện rất là bình thường. Cái số lượng mà họ giao dịch năm nay đã tăng lên 10 lần so với năm ngoái thì các bạn thấy được là khi mà các bạn nhìn vào những cái uh, sàn giao dịch hiện bây giờ như là sàn Binance, sàn uh, Coinbase chẳng hạn thì cái số lượng giao dịch các bạn thấy là đã giảm rất nhiều. Nhưng mà nếu các bạn nhìn vào cái khối lượng mà giao dịch ra ngoài đã tăng lên gấp 10 lần năm ngoái dựa theo công ty Genesis. Công ty Circle, chúng ta biết là công ty Circle là công ty đã mua lại sàn Poloniex. Là công ty này, cái nhà băng Goldman Sachs cũng đã đầu tư rất nhiều vào công ty Circle này. Họ cũng đã nói là cái họ đã giao dịch khoảng chừng 4 tỷ đô la tiền kỹ thuật số trong vòng năm ngoái. Thì cái điều mà mà Thu muốn nói với các bạn là chúng ta phải nhìn xa hơn một chút. Chúng ta đã thấy được là tuy là những sàn giao dịch, cái khối lượng giao dịch xuống nhưng mà cái vòng ngoài những người mà muốn thâu tóm thị trường họ mua rất là nhiều phần đông họ mua là đồng Bitcoin và đồng Ethereum thì các bạn nghĩ họ mua nhiều Bitcoin và Ethereum như vậy để làm gì thì tôi nghĩ đối với Thuận thì đương nhiên là họ mua để mà giữ chữ và khi mà thị trường này họ cảm thấy là đã đúng thời cơ thì lúc đó họ sẽ đẩy giá lên đó là đó là cái suy nghĩ của Thuận hiện bây giờ đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy là họ giao dịch quá nhiều chúng ta thấy là công ty Chanelson nói là một ngày họ giúp mấy người này mua 75 cho đến 80 triệu đô la mỗi ngày là rất bình thường con số thực sự rất là lớn thì chúng ta biết là người dòng ngoài những người mà có tiền đang thâu mua bitcoin và tiền cái số lượng vô cùng nhiều thì các bạn cứ thử nghĩ sau này khi mà họ đã thâu đủ thì họ sẽ làm gì đó là cái mà các bạn cần suy nghĩ tới kế tiếp ta hãy nói thêm về một số tin tức khác ngày hôm nay cũng uh, khá nổi bật chúng ta sẽ nói trước hết nói về um, tin tức liên quan tới Bitmain thì chúng ta biết là công ty Bitmain là công ty tạo những cái máy mà đào chuyên đào những loại đồng và gần đây cái tay khoảng chừng tuần vừa rồi chúng ta đã nói là công ty Bitmain đã nói là họ sẽ làm một cái máy để mà đào đồng Ethereum cái máy ASIC không những họ mà ba công ty khác cũng đang để mà cố gắng làm cái máy này nhưng mà chúng ta đã thấy được là ngày hôm nay công ty Bitmain đã loan tin tức là họ đã có cái máy này và họ sẽ bán với cái giá là 800 đô một máy. Cái máy này gọi là cái máy Ant Miner E3. Thì khi mà cái tin này loan ra thì những người như là bà Talic và các nhà lãnh đạo của đồng tiền thì phản ứng ra sao? Thì hiện bây giờ thực sự họ không quan tâm tới cái máy này vì hai cái lý do chính. Thứ nhất là họ cảm thấy là nếu như mà họ phải đối phó với công ty Bitmain hiện bây giờ Nghĩa là làm sao để mà đổi cái thuật toán của họ Họ đang sử dụng thuật toán eHash nếu mà họ đổi thực toán này qua một thực toán khác thì cái máy Nminer a 3 này sẽ không có hiệu lực nhưng mà nếu làm như vậy thì và và những nhà lãnh đạo cảm thấy là nếu như đã như vậy thì cứ tích cực để mà thúc đẩy cái cập nhật Casper tiếp tục có nghĩa là cập nhật Casper này sẽ thay đổi đồng Ethereum từ 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 chế độ đào qua chế độ cổ phần hay còn gọi là Proof of Work qua Proof of Stake thì đó là một điều mà có ý nghĩa lâu dài hơn đó là điều thứ nhất điều thứ nhì nữa là rất nhiều người hiện bây giờ là không tin là những cái máy Antminer E3 này hay là E3 này có thể đào thuật toán eth có hiệu quả có nghĩa là họ chưa thấy được bất cứ dẫn chứng nào cho họ thấy là cái máy này đào hiệu quả hơn là những cái máy mà hiện bây giờ đang sử dụng những cái card đồ họa cho nên vì hai lý do đó hiện bây giờ những nhà lãnh đạo trong Ethereum chưa quan tâm tới cái việc cái máy Antminer E3 này có trên thị trường. Và rất nhiều người đã chỉ trích Antminer là những cái máy đào như là chúng ta biết là cái máy đào Antminer E3 này hay là trước đó những cái máy đào như là Antminer S3 hay là X3 chẳng hạn. Những cái máy mà đào đồng Monero hay là uh, đào đồng Sia chẳng hạn. Thì những cái máy đó nhiều người đã nói là Bitmain đã có cái tay rất lâu họ đã tự đào. Từ khi nào mà họ cảm thấy đào không hiệu quả nữa họ mới tung cái máy đó ra thị trường. Và nhiều dẫn chứng cho thấy là nếu chúng ta nhìn vào một số cái loại đồng chúng ta thấy được là cái độ khó loại đồng đó đột ngột tăng lên thì nhiều người đã nói đó có thể là công ty Bitmain đang đã đào tới khi nào mà họ đào không hiệu quả họ mới tung cái máy này ra cho nên nhiều người đã nói là cái độ khó đào của đồng Ethereum hiện bây giờ trên thị trường là công ty Bitmain đã đào cách đây khoảng chừng vài tháng rồi cái máy này có tung ra đi nữa thì cái, cái tốc độ đào của độ khó đào cũng cỡ đó cho nên nhiều người không tin là cái máy này tung vào thị trường có thể thay đổi cái độ khó đào của đồng Ethereum tới mức đáng kể đó là điều mà chúng ta cần biết. Tuy nhiên, là đây chỉ là những cái chỉ trích uh, và một số dẫn chứng mà thường cảm thấy chưa có tính uh, thuyết phục. Nhưng mà điều này chúng ta cũng cần phải biết tới. Là công ty Bitmain đã có cái máy đào ASIC cho đồng Ethereum. Kế đó nữa chúng ta hãy nói về công ty Circle một lần nữa Thì chúng ta đã biết là công ty Circle là một công ty mà được hỗ trợ tài chính bởi công ty nhà băng Goldman Sachs Và họ đã mua lại sàn Pol Poloniex Thì khi mà tin này ra và một số tin khác thường cũng đã nói là Trong vòng năm nay chúng ta sẽ thấy rất nhiều những cái công ty nổi tiếng mua lại những cái sàn giao dịch Tại vì đó là cách mà họ thâm nhập vào thị trường này Họ sẽ không có tự làm sàn giao dịch mà họ sẽ mua lại một sàn khác và đối với những cái đối với những cái chính phủ hay là những cái cơ quan mà bảo vệ tài chính hay là cơ quan tài chính của các nước khác nhau thì đây không phải là chuyện xấu, tại vì họ đã có lòng tin với những công ty như là nhà băng Goldman Sachs, họ có lòng tin với công ty Circle, họ có thể là không có lòng tin với sàn Poloniex, nhưng mà những cái những cái ngân hàng đó, những cái công ty đó đã làm việc trong cái hệ thống tài chính của quốc gia của họ bấy lâu nay mà không vấn đề gì, cho nên họ thấy được là nếu như công ty này mua là những cái sàn giao dịch thì họ sẽ tin tưởng, tưởng hơn. Thì hôm nay chúng ta cũng nghe một tin khác nữa là tập đoàn Monex của uh, Nhật Bản. Đây là một cái sàn giao dịch nhưng mà họ không có giao dịch tiền kỹ thuật số và họ rất muốn gia nhập vào thị trường này và họ đã đưa ra tin ngày hôm nay là họ muốn mua lại sàn Coincheck. sàn Coincheck chúng ta biết là một sàn ở Nhật Bản mà đã bị hack cách đây khoảng chừng 2 tháng với cái số lượng là bị mất đi 530 triệu đô la đồng nem tổng cộng. Tuy nhiên là họ đã bồi thường lại cho những người mà đã bị mất đồng nem trên cái sàn của họ. Nhưng mà chúng ta thấy là sau khi cái vụ mà bị hack cái này thì chính phủ của Nhật Bản cũng đã gây rất nhiều áp lực đối với đồng nem, à, à, xin lỗi các bạn đối với sàn Coincheck hiện bây giờ. Cho nên sang Coinbase cũng muốn bán cho cái tập đoàn Monex này và họ đang chờ cổ đông chấp nhận và họ đang chờ ban quản lý tài chính của Nhật Bản chấp nhận để có thể hoàn thành cái chuyện mà trao đổi này. Cuối cùng chúng ta hãy nói với tin tức liên quan tới mạng lưới của Lightning Network. Thì khi chúng ta nhìn vào mạng lưới của Lightning Network trong thời gian gần đây thì chúng ta thấy là phần đông nhiều người cảm thấy là đã có một sự tấn công Vô cái mạng lưới này Bằng cách là có một nhóm người nào đó đẩy rất nhiều giao dịch Nhất là những cái giao dịch cũ Chở vô những cái kênh à, giao dịch Ở trên mạng lưới Lightning Network Chúng ta biết là mạng lưới Lightning Network này Là một mạng lưới nằm phía trên Của mạng lưới à, của đồng Bitcoin hiện bây giờ Và cái cách mà họ làm Là họ sẽ tạo những, những cái kênh giao dịch khác nhau Thì mỗi một kênh giao dịch đó Là sẽ có một cái Mức độ giao dịch ấn định Nghĩa là liên quan tới là bao nhiêu tiền Có thể thông qua những cái giao dịch này thì hiện bây giờ chúng ta thấy là có một số cái kênh đang bị nhiều người đẩy rất nhiều giao dịch tới chủ yếu là để tấn công những cái kênh đó thì nhiều người cũng đã không biết lý do tại sao nhưng mà một điều mà nhiều người thấy được là họ chỉ đẩy những cái giao dịch để coi coi những cái kênh này có thể giải quyết được hay là không và một số kênh à, đã phải tắt cái kênh của họ để mà sửa một cái số lỗi để mà họ có thể tiếp tục giải quyết giao dịch Tuy nhiên là không ai bị mất tiền và nhiều người lại nói là không hiểu tại sao mà đây là một cuộc tấn công mà họ không có phải gì tiền. Cuối cùng thì đã có một nhóm gọi là Bit Họ nói là trước đây là họ cũng có một cái số ý nghĩ liên quan tới làm sao để mà phát triển đồng Bitcoin và bây giờ đã có mạng lưới Line Network thì họ muốn thử cơ mạng lưới của Line Network có thể là chịu được bao nhiêu lâu khi mà họ có tiếp tục để mà tấn công bằng cách là đẩy những cái giao dịch vô những cái kênh này. Thì cho tới bây giờ chúng ta đã tổng kê được là có 22 kênh bị tấn công và trong vòng thời gian tới đây, trong vòng 2 tuần tới đây, họ nói là họ sẽ tiếp tục để mà tấn công nhiều kênh khác nhau Tại mà cái mà họ muốn là đây là một bài học mà những người mà chạy những cái kênh này, những cái mạng lưới Lightning Network Những người mà đang chạy trên cái mạng lưới này phải biết được để mà khắc phục những cái lỗi này Để mà sau này khi mà họ mở rộng ra để mọi người có thể sử dụng mạng lưới Lightning Network Thì lúc đó cái vấn đề này đã được giải quyết Thì đó là cái cách mà họ làm hiện bây giờ thì đây là những cái tin chính ngày hôm nay Thuận muốn đưa tới cho các bạn. Hy vọng là các bạn thích cái video này. Nếu như các bạn thích cái video này thì hãy nhấn cái nút thích hay là nhấn cái nút like và hãy gia nhập vào chương trình YouTube này và hãy chia sẻ cái video này để mọi người có thể kiếm được cái tài liệu này dễ dàng hơn. Cảm ơn các bạn. Ngày mai thì Thuận phải vô công ty họp nguyên ngày và sau đó là Thuận phải đi ăn với lại đối tác cho nên ngày mai Thuận sẽ không có thời gian để mà làm video Ngày mốt Thuận sẽ dành thời gian để mà làm video trước khi mà Thuận bay trở về Cali Thì hẹn gặp lại các bạn ngày mốt Tạm biệt các bạn Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này Nếu các bạn muốn gia nhập những sàn giao dịch thì cái link sẽ nằm ở phía dưới Nếu các bạn thích cái video này thì hãy nhấn cái nút thích hay là cái nút like Để những bạn khác có thể kiếm được cái video này dễ dàng hơn Và hãy gia nhập vào chương trình Youtube Thuận có hai chương trình Youtube Và các bạn cũng có thể gia nhập vào Facebook, Telegram Twitter hay là Steemit Tất cả những cái link đều sẽ nằm ở phía dưới của những cái video mà các bạn đã thấy trên màn hình Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn sau